Hai đầu coi. Tình hình lần này sao? Làm sao sao? Hả? Nay không đi bán à? Bán gì đâu? Hả? Nó công rồi làm gì vậy? Sao? Đi đâu đó? Nói chuyện với tôi à? Thôi, không thôi, thôi. Đâu có chụp hình đâu? Hả? Lạ đó trời. Nói nghe nè. Nói chuyện chơi đi. Thôi mình vô đây mình tâm sự đi. Vô trong máy lạnh này ngồi tâm sự đi. Vô đây. Anh chàng này rất là dễ thương nha mấy bạn. Wow, bữa nay mặc áo nổi như vậy. Áo của ai à? Áo chữ gì vậy? Your home. Do gentleman ghê hồn vậy. Ở đâu vậy anh? Ai cho anh đã? Mình đã chọn lâu rồi. Áo đẹp quá à. Cái vỏ cũng đẹp nữa. Trời ơi, nón style luôn kìa. Người tặng à. Oh my god. Anh cái người yêu hôm bữa đâu rồi? Mở hình người yêu cho em coi coi, hết ghê đó. Hả, xin nó làm mà bà cho tôi làm không? Hả? Xin tôi làm không? Đâu người yêu anh đâu, đưa coi hình coi, đưa coi hình coi mới duyệt được chứ. Chưa thấy hình, chưa thấy mặt mũi sao duyệt được. Hết ghê nha. Người ơi, người yêu nè ông đệ ơi. Trời ơi, đẹp hơn em đó, cỡ em sao có cửa với anh được phải không? Nó xin vô đây là mà. Bé. Coi người yêu anh nè. Biết chưa? Nó kêu anh làm cái gì? Anh Hai hả? Anh Hai hả? Trời ơi, ủa người yêu của em bé nè. Em bé nè. Nó đó. Trời ơi. Nó xin vô làm. Ôi mấy người yêu này chân dài đẹp quá, sao mà vô đây được. Vô mấy chỗ kia luôn cao hơn. Đó luôn. Anh quen người yêu lâu chưa? Mới quen à. Quen bao lâu rồi? Nó bán cà phê mà. Bán cà phê ở đâu? Quận Nhất mình à. Mà sao anh quen? Đi uống quen. Ủa vô quán cà phê Quận Nhất uống quen luôn hả? Nhiêu ly mà vô dự qua gặp dài vậy? Mấy chục ngàn à. Mấy chục ngàn ly? Mấy chục? Hai chục rồi hả? Ừ. Trời ơi, chân dài. Nó chân vô gần. Nếu mà vô chân. Anh hỏi Thông ơi. Anh hỏi Thông cái anh đưa hình cái nói là Thông ơi, người yêu của anh nè, chân dài lắm, đẹp lắm. Và muốn xin vô đây làm có được không? Rồi Thông kêu có gì Thông có nộp hồ sơ, Thông kêu nộp hồ sơ. Ừ, nó gửi hình cho anh hả? Đâu vậy? Hello. Hả? Nè. Nó gửi hình qua Zalo nó tặng anh đó hả? Ừ. Ghê vậy. Ngưỡng mộ quá à. Trai đẹp nào đi đâu cũng gặp gái đẹp không vậy trời. Ôi nhắn Zalo luôn hả? À. Gọi luôn hả? Anh gọi luôn hả? Nó gọi anh luôn á hả? Ừ. Ghê vậy? Cô đơn hả? Cô đơn hả? Nó gọi anh tâm sự chuyện gì vậy? Hả? Gọi nó bán thuốc gì? Hả? Gọi tâm sự chuyện gì em tò mò quá à. Kể chuyện hai người yêu nhau à. Nhớ nhau hay sao? Nói chuyện chơi. Nói chuyện chơi hả? Ừ. Ghê vậy ta, đi đâu cũng có cái đẹp bu vô hết trơn vậy trời. Trời ơi, để làm hình nền luôn hả ông đệ ơi? Dạ. Trời ơi, chắc tôi chết quá à. Trời ơi, tôi hãnh diện với ông anh tôi quá đi. Hãnh diện ông anh tôi quá đi. Ngưỡng mộ ông anh tôi quá.